What brought me back? The atmosphere was chilly, and not just because it was a crisp winter day in Central Park, but because the space in between the ends of the bench was palpable. So, Cassie managed to break the ice with chattering teeth and a pink nose. What brought you back into town? David stayed silent, his eyes locked on the leaves blowing in the wind, seemingly chasing each other in circles like an endless carousel. This felt like a good analogy of life to him, while everything felt like it was turning constantly. Nobody ever caught up. It was just occasional slow moments. Cassie's eyebrows furrowed in confusion. Wasn't David the one who wanted to meet in the first place? Now they were sitting in a vat of silence and thin, bitter air. Is this what she had expected? It is certainly not what she had hoped for. She tried again tentatively. David, the sound of Cassie saying his name spun him out of his reverie. He still could not look at her. You know what brought me back, he said slowly and methodically. Both of their heartbeats picked up pace. The anxious nerves of the inevitable conversation to come hanging over them like a heavy cloud. Years, Cassie started, you've had years to come back for me. Her misguided bravery got ahead of her. She hadn't meant to jump straight to accusations, but now there was no going back. Her words frozen in the moment like the dewdrops on the grass. David stiffened, approaching the part of playing defense, but quickly melted back into pretenses of hoping to find forgiveness and redemption along the way. I was a different person back then, Cassie, were you? or are you just trying to justify your actions through the time that's already passed?" david tugged at his coat in response, trying to pull it more into himself, desperate to find shelter in its warmth. he was unsure now whether it was the cold that made him shiver or cassie's incrimination of his character. a family of four strolled past their bench, the littlest girl giving a smile behind her rosy cheeks that undoubtedly felt numb to the child in these frigid conditions. her bright green eyes struck a chord within david. His hands growing restless as he began to pull at his gloved fingers. There was trauma here that neither Cassie nor David wanted to acknowledge. David seemed more aged than Cassie remembered, as if time had only been kind to one of them, he had wrinkles around his eyes and age spots on his nose. And yet, as she studied David intricately, her eyes drying from the windchill, he still could not bring himself to return the favor. His forehead seemed lined with regret. His salt and pepper hair was poking out of his knit cap, and since when did he wear glasses? Cassie reached back in her memory to a time when David seemed so young and confident, yet she was young back then herself, and there was no way to know what life had been about to throw at her. Had she admired a man who didn't really exist? Projected a version of David that met every expectation, who sacrificed for her without complaint, and who wanted to be there of his own desire? Cassie's mind was reeling with questions now. David was still pulling at his fingers, meditating on a way to keep control of himself and to try to find the most acceptable response to her looming question. I suppose I was a version of myself that was not the greatest. The chill was getting to his lips, making them chap with every word. Cassie took in his answer, trying to dissect it to the root but failed to see it as a reasonable one. I understand we all have versions of ourselves that we're not proud of, she paused, wondering if he was able to look back at her yet. But his eyes were still focused on his hands, but from the outside looking in, it seemed as though there was nobody involved other than yourself. How were we supposed to know which version was of you the right one? You wouldn't, because I didn't at the time. David admitted, I didn't even know until these past couple of years, Cassie. Someone always has the choice of whether or not to be selfish, David, he sighed, you're right, seeming to be at a standstill. It was once again up to Cassie to keep things moving. Otherwise, she feared they would both freeze here in this circumstance, corpses stuck to a park bench that could probably never thaw. These past 20 years, she continued, what have you been doing with them that has led you back to here, wanting to be redeemed from abandoning your family? The past 20 years swirled around David's mind, twisting and turning, switching between fuzzy moments and crystal clear ones, but never landing on anything substantial. I honestly couldn't tell you. I just knew that I had made a mistake, Cassie could feel the vague excuses getting the best of her. The irritation of wanting concrete information from him coursing through her veins, making her blood boil and starting to warm. Và không chỉ bởi vì đó là một ngày mùa đông rõ ràng ở công viên trung tâm, mà bởi vì không gian giữa các đầu của băng ghế dài có thể sờ thấy được. Vì vậy, Cassie cố gắng phá vỡ lớp băng với hàm răng hô và chiếc mũi hồng. Điều gì đã đưa bạn trở lại thị trấn? David im lặng, mắt anh nhìn chầm chầm vào những chiếc lá đang thổi trong gió. Dường như đuổi nhau thành những vòng tròn như một băng truyền dài vô tận. Điều này giống như một sự tương tự tốt đẹp của cuộc sống đối với anh ta trong khi mọi thứ như xoay chuyển liên tục, không ai có thể bắt kịp. Đó chỉ là những khoảnh khắc chậm chạp không thường xuyên, lông mày của Cassie nhíu lại vì bối rối. Chẳng phải David là người muốn gặp ngay từ đầu sao? Bây giờ họ đang ngồi trong một thùng im lặng và không khí loãng. Cây đắng. Đây có phải là những gì cô ấy đã mong đợi? Nó chắc chắn không phải là những gì cô ấy đã hy vọng, cô ấy ngập ngừng thử lại, David âm thanh của Cassie khi nói tên của anh ấy đã khiến anh ấy không khỏi mơ hồ anh vẫn không thể nhìn cô bạn biết điều gì đã đưa tôi trở lại anh nói một cách chậm rãi và có phương pháp nhịp tim của cả hai đều nhanh dần lên những căng thẳng lo lắng về cuộc trò chuyện không thể tránh khỏi bao trùm lấy họ như một đám mây dày nhiều năm Cassie bắt đầu bạn đã có nhiều năm để quay lại với tôi sự dũng cảm sai lầm của cô ấy đã vượt lên trước cô ấy Cô không có ý định nhảy thẳng vào những lời buộc tội, nhưng bây giờ sẽ không quay lại được nữa. Lời nói của cô ấy đã đóng băng trong khoảnh khắc như giọt sương trên cỏ. David cứng người, tiếp cận phần chơi phòng thủ, nhưng nhanh chóng quay trở lại giả vờ hy vọng tìm được sự tha thứ và cứu chuộc trên đường đi. Hồi đó tôi là một con người khác, Cassie, là bạn. Hai bạn chỉ đang cố gắng biện minh cho hành động của mình trong khoảng thời gian đã trôi qua, David giật mạnh chiếc áo khoác của mình để đáp trả cố gắng kéo nó vào người nhiều hơn. Tuyệt vọng tìm nơi trú ẩn trong hơi ấm của nó. Giờ anh không chắc liệu có phải cái lạnh khiến anh rùng mình hay Cassie bị ám chỉ về tính cách của anh, một gia đình bốn người đi dạo qua băng ghế của họ, cô gái nhỏ nhất nở một nụ cười sau đôi má ửng hồng chắc chắn khiến đứa trẻ cảm thấy tê tái trong điều kiện lạnh giá này. Đôi mắt xanh lục sáng của cô ấy đánh động một dây đàn trong David tay anh trở nên bồn chồn khi anh bắt đầu kéo những ngón tay đeo găng của mình có một chấn thương ở đây mà cả caxi và david đều không muốn thừa nhận david có vẻ già hơn caxi nhớ như thể thời gian chỉ tử tế với một người trong số họ anh ấy có nếp nhăn quanh mắt và các đốm đồi mồi trên mũi tuy nhiên khi cô chăm chú quan sát david đôi mắt khô đi vì tấm vải gió anh vẫn không thể đáp trả lại ân huệ đó tráng anh lộ rõ vẻ tiếc nuối mái tóc muối tiêu lòa xòa trên chiếc mũ đan và anh đã đeo kính từ bao giờ cassie nhớ lại khoảng thời gian mà david có vẻ rất trẻ và tự tin nhưng khi đó bản thân cô còn trẻ và không có cách nào để biết được cuộc đời sắp ném vào mình điều gì cô ấy đã ngưỡng mộ một người đàn ông không thực sự tồn tại dự kiến một phiên bản david đáp ứng mọi kỳ vọng người hy sinh vì cô ấy mà không phàn nàn và ai muốn ở đó theo mong muốn của chính mình Lúc này tâm trí của Cassie đang quay cùng với những câu hỏi, David vẫn đang kéo các ngón tay của mình, suy ngẫm về cách giữ quyền kiểm soát bản thân và cố gắng tìm ra câu trả lời dễ chấp nhận nhất cho câu hỏi lấp lửng của cô. Tôi cho rằng mình là một phiên bản của chính mình không phải là người vĩ đại nhất. Cảm giác ấn lạnh truyền đến môi anh, khiến anh trở nên trùng bước trong từng lời nói. Cassie tiếp thu câu trả lời của mình, cố gắng mổ xẻ nó tận gốc rễ nhưng không thấy nó là một câu trả lời hợp lý. Tôi hiểu tất cả chúng ta đều có những phiên bản của bản thân mà chúng ta không tự hào về mình, cô dừng lại, tự hỏi liệu anh đã có thể nhìn lại cô chưa, nhưng mắt anh vẫn tập trung vào đôi tay của mình. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, có vẻ như không có ai tham gia ngoài chính bạn. Làm sao chúng tôi phải biết phiên bản nào của bạn là phiên bản phù hợp, bạn sẽ không, bởi vì tôi đã không làm như vậy vào thời điểm đó. David thừa nhận, tôi thậm chí còn không biết cho đến vài năm qua, Cassie Ai đó luôn có quyền lựa chọn có ích kỷ hay không? David, anh ấy thở dài, bạn nói đúng. Có vẻ như đang bế tắc, Cassie một lần nữa phải giữ cho mọi thứ tiếp tục di chuyển, nếu không cô sợ cả hai sẽ bị đóng băng ở đây trong tình huống này, những cái xác bị mắc kẹt trên một băng ghế công viên có lẽ không bao giờ tan băng được. 20 năm qua, cô ấy tiếp tục, bạn đã làm gì với chúng khiến bạn quay trở lại đây, muốn được chuộc khỏi việc bỏ rơi gia đình mình. 20 năm qua xoay quanh tâm trí David, xoay vần và xoay chuyển, chuyển đổi giữa những khoảnh khắc mờ ảo và những khoảnh khắc trong trẻo, nhưng không bao giờ đạt được bất cứ điều gì quan trọng, tôi thực sự không thể nói với bạn. Tôi chỉ biết rằng mình đã mắc sai lầm, Cassie có thể cảm thấy những lời bào chữa mơ hồ để làm tốt nhất cô ấy. Sự khó chịu khi muốn thông tin cụ thể từ anh ta len lỏi trong huyết quản của cô. Làm cho máu cô sôi lên và bắt đầu ấm lên.